trầy nâu, cháy bì lá, lép vàng vi khuẩn là những dịch hại quan trọng trên trà lúa hè thu trong giai đoạn đồng trổ. Làm sao để phòng trừ hiệu quả những đối tượng này cũng như giúp lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão và vào chắc nhanh để góp phần giữ vững năng suất và chất lượng. Thưa bà con và các bạn, những thông tin trên là nội dung chính chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng ngày hôm nay. Trước hết mời bà con và các bạn đến với tiết mục Thăm Đồng. Qua thăm đồng giữa cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời với một số bà con nông dân ở ấp Kinh 1, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho thấy, vụ hè thu này ở địa phương, bà con sản xuất chủ yếu bằng những giống như RVT, OM6976 và giống OM5451. Hiện tại phần lớn diện tích lúa ở đây từ 45 đến 55 ngày tuổi. Hai đối tượng dịch hại mà bà con nông dân quan tâm nhất trong thời điểm hiện nay là trầy nâu và bệnh cháy bì lá. Lúa tôi mừng lúa là được là 50 ngày, 54-51. Nhưng tôi thấy gậy nó bùng phát á. Thì sợ nó cháy gậy sau này nó ảnh hưởng sức. Vụ hè thu này tôi có mừng giống đàn hoa chín. Thời gian tôi đem đồng là từ 50 tới 55 ngày. Mà tôi phát hiện là bị cháy bì lá. Tôi e ngại là thời gian thu hoạch là bị lép vàng do vi khuẩn sẽ làm giảm năng suất. Trước những lo lắng hiện tại trên đồng ruộng, ông Nguyễn Văn Dẹp và anh Nguyễn Thanh Bình ở ấp Kinh 1, xã Đông Thái, huyện An Biên, cũng như bà con nông dân ở địa phương rất cần một giải pháp phòng trừ hiệu quả sâu bệnh cho ruộng lúa ở giai đoạn đồng trổ để bảo vệ tốt năng suất cho vụ lúa hè thu. Metagon là thuốc đặc trị đầy nâu cho ruộng lúa của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Sản phẩm này tuy mới đưa ra thị trường trong vài vụ lúa gần đây, nhưng đã được nhiều bà con nông dân ưu tiên chọn lựa sử dụng, mang lại hiệu quả cao, tránh được rầy nâu, gối lứa và bộc phát gây hại cho cây lúa ở giai đoạn sau. Hiện nay trên ruộng tôi có gầy cám, thì tôi đã mua cái thuốc Metagon về xịt. Khi phun gầy thì đưa nước vô cho thật cao, thì hiện nay phun rồi thì gầy không còn ở trên đồng ruộng. Thì lúa 45 ngày tuổi, hiện nay lúa vẫn xanh và đẹp. Cùng với Metagon, đặc trị đầy nâu, thì thuốc Totan của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời cũng được bà con nông dân trồng lúa ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở Kiên Giang nói riêng đã tín nhiệm sử dụng để phòng trừ bệnh cháy bìa lá và lép vàng vi khuẩn. Theo kinh nghiệm của tôi, quản lý bệnh lép vàng và cháy bìa lá do vi khuẩn, thì tôi sử dụng Totan 3 lần. Lần thứ nhất là lúa làm đồng, lần thứ hai lúa chỗ lẹt xẹt, lần thứ ba lúa chỗ đều. Thì tôi thấy đạt kết quả tốt, lúa tôi sạch bệnh và xanh tốt. Thưa bà con và các bạn, hiện nay lúa hè thu ở vùng U Minh Thượng nói chung và ở huyện An Biên nói riêng đang bước vào giai đoạn trổ. Đây là giai đoạn cực trọng, rất cần được nhà nông chăm sóc tốt và phòng trừ hiệu quả sâu bệnh trong điều kiện thời tiết mưa nắng bất thường như hiện nay. Đến với phần tư vấn nhà nông kỳ này, xin mời bà con và các bạn theo dõi cuộc tọa đàm giữa các kỹ sư của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời với một số nông dân ở huyện An Biên về biện pháp bảo vệ lúa hè thu trong giai đoạn đồng trổ. Kính mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Theo bà con nông dân người ta, giờ cái giai đoạn này là cực trọng, rất là nguy hiểm. Xin hỏi kỹ sư giờ có thuốc nào mà đặc trị cho nó hiệu quả cao? Thưa bà con, thì hiện nay thì tất cả các trà lúa trên đồng của mình phát triển rất là tốt, nhưng mà có một cái đối tượng mà hiện nay bà con rất là nhiều bà con chúng ta quan tâm, đó là cái rầy nâu. Hiện nay có trên 300.000 hecta là lúa hè thu 2017 mình bị cái rầy nâu, trong đó có 8.000 hecta là bị cái vàng lùn. Thông tin này để cho bà con mình biết tình hình hiện nay đối với cái rầy nâu trên cái trà lúa làm đồng chúng ta là diễn biến rất là phức tạp. Và cái mức độ mà nhiễm hiện nay rất là nặng và rộng khắp trên cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Để chúng ta quản lý được cái gầy nâu ở giai đoạn làm đồng, hạn chế cái cháy gầy về sau, thì bà con chúng ta cần lưu ý một số cái vấn đề sau. Thì khi chúng ta thăm đồng, chúng ta làm sao phát hiện được cái gầy mới nở, có nghĩa là gầy nhí hay là gầy trắng trong, mà bà con mình dạch cuộn xuống, bà con mình thấy là rầy nó nằm trên nước mà nó chưa đông đậy đó, thì lúc đó là gầy tuổi 1, thì chúng ta xử lý bằng cách chết. Thì đối với cái chết ở thời điểm này thì chúng ta đưa vào đây để chúng ta, thứ nhất là nó lưu dẫn,
20 ngày. Cái thứ hai là có khả năng diệt cày nhĩ rất là tốt, hạn chế được cái cháy gầy ở giai đoạn sau. Còn trong trường hợp mà chúng ta đi thăm đồng mà chúng ta thấy có gầy nhĩ, có gầy tuổi 1 có, tuổi 2 có, thì lúc này chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là giảm mật số ngay từ đầu. Cái thứ hai là chúng ta kiểm soát gầy trong thời gian dài. Thì ở giai đoạn này chúng tôi khuyến cáo bà con mình, ngoài cái chuyện chúng ta đưa chết vào, thì bên cạnh chúng ta đưa vào cái Metagon. Thì chết là một cái loại thuốc lưu dẫn kéo dài, diệt gầy trong thời gian 20 ngày. Còn đối với cái Metagon thì chúng ta đưa vào giai đoạn này để chúng ta kiểm soát được cái gầy gối lứa cũng như gầy lứa, gầy lớn, và hạn chế giảm được cái mật số gầy. Thì về cái liều lượng thì đây chúng tôi khuyến cáo bà con mình một gói chết cộng một gói Metagon, chúng ta phun cho một bình 25 lít, và làm sao chúng ta phun đều hai bình cho một con 1.000 mét vuông. Và lưu ý khi chúng ta xử lý gầy, làm sao chúng ta phải nâng nước lên để cho con gầy nó trừng lên, thì cái khả năng chúng ta đưa thuốc xuống thì cái khả năng tiếp xúc và cái khả năng lưu dẫn nó sẽ tốt hơn. Mùa mưa rất là nhiều, cứ như là tôi làm giống lúa năm 4, năm 1 mà nó bị cháy bề lá rất là nhiều. Mà tôi sợ nhất là lép vàng á. Xin hỏi kỹ sư cho biết điều trị cách phòng thế nào cho lúa được hiệu quả cao. Bà con nên tích cực phòng ngừa nó trước khi mà nó mới vừa chớm bệnh sớm. Đối với bệnh cháy bề lá do vi khuẩn này thì nó rất thích những cái ruộng dư đạm. Thành ra cái đợt phân đón đồng mà con bón canh cái lượng đạm lại giảm ít thôi. Nếu lúa mình cao hơn 6 tấc thì mình cắt bỏ luôn cái lượng ure đợt đó. Còn từ 5 tấc rưỡi đến 6 tấc thì bà con có thể bón 2-3 kg tùy theo cái mã lúa của mình. Ít ure chừng nào thì cái bệnh nó giảm đi chừng ấy. Bà con xử lý cái Totan và Amistatop trong cái thời điểm bón đón đồng xong, hoặc là mình thấy chớm có xuất hiện bệnh thì mình xử lý ngay cái thời điểm đó để mình ngăn ngừa những cái bệnh đầu tiên. Thì Amistatop thì nó trừ 4 cái bệnh, trong đó có cái vàng lá nè, đậu ôn và lép vàng. Thì Totan bà con phun vào những giai đoạn này thì nó ngăn ngừa cái, một là cái vi khuẩn vàng lá và cái vi khuẩn trái bì lá ở giai đoạn lúa đang có đồng này. Còn riêng cái bệnh lép vàng đó anh Chun với bà con, là cái bệnh này nó diễn ra rất là ngắn, trong giai đoạn bắt đầu cây lúa trổ nở hoa cho đến cây lúa ngậm sữa thôi, là bà con phải phòng ngừa cho kỹ. Thì vậy cái vi khuẩn gây bệnh lép vàng là nó xâm nhiễm vô trong hạt lúc mà hạt lúa đang nở hoa, tức là nó tung phấn, thì bà con phải phòng ngừa trước đó vài ngày, tức là lúc nó trổ lác đác là mình phải phòng ngừa. Lúc này thì bà con ngừa là cái lem lép hạt bằng cái Amistatop để mình trị cái nấm bệnh lem lép hạt và các cái bệnh trên lá. Còn Totan là phòng trị cái lép vàng. 5 ngày sau bà con phun lại Totan thì lúc này nó mới chỉ trổ khoảng 70-50%. Đó là mình khống chế hoàn toàn cái vi khuẩn ngay cái thời điểm nó đang trổ rộ để nó tránh nhiễm vô. Chứ bà con đừng có đợi đã trổ đều rồi mình mới phun lem lép hạt thì nó trễ mất. Đối với cái bệnh vi khuẩn này thì nó tấn công rất là nhanh. Bà con có để ý là khi mà lúa đang trổ giữa trưa mà có một cơn mưa bất chợt thì những cái ruộng đó bị lép vàng rất nặng, do cái mầm bệnh, do cái nguồn nước mưa, cái hơi nước gió nó mang tới, nó nhiễm vô cái thời điểm đó. Cho nên mình ngăn ngừa trước là chắc ăn hơn. Chứ còn bắt đầu cây lúa bắt đầu ngậm sữa, mình thấy cái lép vàng rồi, lúc đó mình không còn trị kịp, bởi vì nó đã xâm nhiễm trước đó rồi. Thì mấy lưu ý đó để bà con chúng ta khống chế cái bệnh lép vàng. Thì trong khi khống chế bệnh lép vàng thì mình cũng trừ luôn cái bệnh trái bề lá bằng cái Totan. Tôi xin hỏi, vụ thu này là mưa dông thường hay đổ ngã, rồi là mình làm cách gì mà để mà cho nó giảm thiểu cái vụ đổ ngã này? Kính thưa bà con, trong cái mùa mưa này, một cái vấn đề cực trọng mà bà con chúng ta cần quan tâm là cái vấn đề đổ ngã. Thì đối với cái đổ ngã thì bà con chúng ta cần quan tâm hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái chân đất, cái thứ hai là cái thân lúa. Chân đất làm sao chúng ta kiểm soát ở giai đoạn đầu để cho cái chân chúng ta nó cứng lại, và cái rễ nó ăn sâu thì nó cái khả năng nó giữ được cây lúa nó sẽ tốt hơn.
thì cái việc phòng trừ đậu ngã nó sẽ hạn chế hơn. Cái thứ hai là trong cái vấn đề mà chúng ta canh tác cây lúa thì chúng ta làm sao trong cái mùa mưa này thì chúng ta kiểm soát được cái chiều cao của cây lúa. Thì chiều cao ngắn thì cái khả năng đậu ngã nó sẽ ít hơn. Cái chuyện mà chúng ta kiểm soát cái chiều cao nó liên quan rất là lớn đến cái vấn đề là phân bón. Chúng tôi khuyến cáo bà con mình ở những cái trà lúa làm đồng thì chúng ta nên đưa vào một cái sản phẩm mà bà con tuyển dụng, đó là cái sản phẩm Silimax. Thì đây là một cái dạng phân bón lá hữu cơ cao cấp có chứa 3 thành phần kali, canxi và silic. Thì khi đưa Silimax vào ở giai đoạn làm đồng này thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa chúng ta, cái lóng nó sẽ chắc hơn, cái ngắn vắng hơn, và bà con mình thấy cái lóng thứ nhất và cái lóng thứ hai nó sẽ vắng lại. Và cái quan trọng thứ hai là cái vít, cái ống của nó sẽ dày lên. Thì chính cái chuyện mà cái ống nó dày lên, cái lóng nó vắng lại thì cái khả năng đổ ngã của cây lúa mình trong vụ hè thu rất là ít. Bên cạnh đó, cái Silimax khi chúng ta đưa vào ở giai đoạn này nó làm cho cái lá ba lá trên cùng chúng ta nó đứng thẳng hơn, dày hơn. Thì chính cái chuyện đưa Silimax vào giai đoạn này cũng làm cho cái cây lúa chúng ta nó cứng chắc hơn. Và bên cạnh cái Silimax nó giúp cho cái cây lúa chúng ta là hạn chế đổ ngã, nó còn giúp được chúng ta trong cái vấn đề mà quản lý sâu bệnh ở giai đoạn sau. Thì khi mà lá chắc cứng và đứng như vậy thì cái khả năng quang tổng hợp nó sẽ tốt hơn. Thành ra bà con mình thấy phun ở giai đoạn làm đồng chỗ là sẽ chỗ đều, cái cây lúa chúng ta vô gạo rất là tốt, và cái chuyện mà sâu bệnh ở giai đoạn này nó cũng hạn chế rất là thấp. Về đối với cái Silimax, ở đây chúng tôi khuyến cáo bà con mình ba cái thời điểm mà chúng ta đưa vào để chúng ta quản lý. Thứ nhất là giai đoạn làm đồng, thứ hai là giai đoạn chỗ lẹt sẹt, và thứ ba là giai đoạn chỗ đều. Và cái liều lượng chúng tôi khuyến cáo bà con mình là 50cc chúng ta pha cho một bình 25 lít, và chúng ta đảm bảo làm sao là hai bình cho một công 1.000 m², thì chúng ta phun đều, thì cái Silimax nó sẽ phát huy tác dụng cho bà con mình trong cái vụ lúa hè thu này, từ giai đoạn làm đồng cho đến giai đoạn chính. Thưa bà con, trong mùa mưa này thì thời tiết nó mưa nắng rất là bất chợt. Bà con cũng rất là mong muốn cái lúa mình nó trổ rộ, trổ tập trung trong vài ngày, nó trổ gọn cho nó thoát ra hết, thì mình quản lý sâu bệnh nó dễ hơn. Và cái công tác vô gạo cũng như là công tác thu hoạch sau này nó gọn gàng hơn, dễ dàng hơn. Thì bà con chú ý khi mà bắt đầu cái lúa trổ lác đác thì mình kích hoạt bằng cái bơm blower. Thì đây là cái chất kích hoạt cho cây lúa, cho cả cây trồng cạn hay là rau màu. Thì bà con sử dụng vào những thời điểm như tim đèn thì nó là phân hóa ra cho cái bông nhiều vé nhiều hạt. Nhưng mà giai đoạn bắt đầu trổ thì nó sẽ giúp cho tất cả các chồi nó tập trung, nó trổ rộ, trổ đồng loạt lên. Thì cái bơm lơ là cái nhiệm vụ của nó là kích hoạt. Thì trổ rộ như vậy đó, bà con phun cái tô tan thì cái bông nào nó cũng được áo điều thuốc, thì nó giảm cái áp lực của bệnh lép vàng. Chúc bà con mùa này thuận lợi, thành công. Những thắc mắc về quản lý dịch hại trên đồng ruộng, xin nhà nông liên hệ với Ban Tư vấn Kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời qua số điện thoại 0918 429065. Kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng sẽ trả lời trực tiếp cho bà con nông dân. Nhằm tri ân những người nông dân tài lắm chân bùn làm ra hạt lúa, tạo sân chơi bổ ích dành cho nhà nông yêu thích dùng nhạc dân tộc trong và ngoài tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức hội thi Nhà nông tài tử lần thứ nhất năm 2017 trên sóng phát thanh và truyền hình Sóc Trăng. Đến với hội thi, các thí sinh thể hiện bài ca vọng cổ nhịp 32 và bài bản tài tử xoay quanh các chủ đề quen thuộc, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, với những giải thưởng hấp dẫn: một giải nhất 30 triệu đồng, một giải nhì 20 triệu đồng, một giải ba 15 triệu đồng, 7 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Thời gian đăng ký dự thi từ nay đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng văn nghệ 02996260333 hoặc website tht.vn. Thưa bà con và các bạn, chuyên đề cùng nông dân ra đồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.